Chào tất cả anh em. Hôm nay ngồi rảnh thì chưa biết làm gì cho anh em, thì hôm nay anh ngồi kể chuyện lại tất cả những cái tiểu sử, những cái dòng máy mà nổi tiếng nhất của Dell, mà để cho dành các kỹ sư đồ họa chuyên nghiệp. Hôm nay thì mình sẽ kể những cái dòng máy mà chủ yếu là những cái model đã thành danh trên thị trường, và nó sẽ sản xuất từ những năm 2011 và năm 2017. Trên bàn mình đây thì mình sẽ đang để 4 con máy. Về hình thức thì chúng nó sẽ giống y hệt nhau này, và nó chỉ khác cái ruột thôi. Như các bạn biết thì dòng Politician thì các bạn quá quen thuộc đối với dân kỹ sư trên thế giới, bởi vì dòng này thì nó được xếp vào phân khúc máy hàng lặng, chủ yếu là dành cho các kỹ sư chúng ta sẽ dùng để thiết kế những cái phần mềm đồ họa mà nó phải nói là nó nặng nhất hiện nay, chẳng hạn như là Numion này, hoặc các phần mềm như là CAD, SOAP, thứ nói chung tất cả những cái phần mềm chúng ta dùng để dựng phim hoặc dựng hình ảnh hàng ngày. Đầu tiên thì mình sẽ kể cho anh em đó là phiên bản đồ họa đầu tiên của Dell. Thì ngày xưa thì nó sẽ có từ những phiên bản 4005, nhưng mà thôi phiên bản đấy nó lâu quá rồi thì mình không nói. Còn trên bàn mình đây thì thực ra nó là phiên bản M4008. Nhưng phải nói với các anh em thì Dell nó sẽ có cái phiên bản từ 4005 này, xong bắt đầu 4006. 4006 thì nói với các bạn thì hình thức nó sẽ giống như này. Này, những chiếc máy như thế này thì anh em sẽ nhìn thấy nó sẽ rất là thô kệch, nhưng mà đối với anh em kỹ sư mà các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp thì những chiếc máy này nó rất là khỏe. Nó sẽ là một con trâu để kiếm tiền cho chúng ta. Trang này. Chưa? Các bạn có thể thấy thì về hình thức thì bên ngoài toàn bộ máy nó sẽ bằng hợp kim nhôm thép như này. Nó rất là chắc chắn. Và tất cả những chiếc máy này đều đạt tiêu chuẩn 810G, có nghĩa là tiêu chuẩn quân đội về độ bền. Về cái sức bền bỉ và sức chịu đựng của nó thì rất khắc nghiệt, và làm bất kỳ trong môi trường như nào chiếc máy này vẫn có thể chu được. Bởi vì các bạn là kỹ sư, đối với dân công trình thì chúng ta mang đi mang lại ở các loại môi trường, kể cả sa mạc, thì chiếc máy này sẽ vẫn hoạt động rất là ổn định. Và trọng lượng chịu tải của nó như này, 200kg trên bề mặt, và toàn bộ như này, trục bản lề có thể mở gập đến 2000 lần. Đây. Và một chiếc máy như này thì chúng ta hoàn toàn có thể build không khác gì một chiếc PC. Các bạn có thể tin là những cái phiên bản mà từ năm 2011, đó là chiếc M4006 mà RAM của nó đã nhận lên đến 32GB RAM, và có thể chạy ổ cứng SSD dạng chuẩn M-SATA và thêm một chuẩn ổ 2.5 inch. Và cổng của nó thì anh em có thể thấy là không thiếu bất kỳ một cổng gì. Với khả năng hoạt động ổn định của hai quạt tản nhiệt thì chiếc M4006 này, 4007 và 4008. 4008 nó sẽ sản xuất đến năm 2014 và 2015, thì nó sẽ như này. Và bên dưới thì các bạn có thể nhìn như này, cổng của nó thì anh em để thấy là hai hốc tản nhiệt này, các cổng nó bố trí rất khôn, đằng sau này mình rất là thích. Đây là cổng Vega này, eSanta này, HDMI này, cổng LAN, sạc ở bố trí trong góc này. Và bên này thì anh em để thấy là thêm hai cổng USB, đây là đầu đọc đĩa này, phone, mic, và đây là đọc thẻ này. Và đằng trước nó sẽ bố trí một phím bấm như này để chúng ta mở màn hình ra, rất chắc luôn. Và đây thêm hai cổng USB nữa và cổng DisplayPort. Còn đây là cái khe chúng ta cắm ổ cứng, và đây là nút gạt Wi-Fi. Đây. Và tất cả những dòng này thì đều dùng một vi xử lý rất mạnh, thường nó sẽ là i7 4 lõi 8 luôn. Trên phiên bản 4006, 4007, 4008 thì nó sẽ sử dụng vi xử lý từ i7 đời 2, có nghĩa con 2001 đời 2, còn 4007 nó dùng đời 3. 4008 thì nó dùng đời 4. Thì trên 6008 nó sẽ giống y hệt. Nhưng mà 6008 thì nó là phân khúc hạng khủng hơn, đó là màn hình 17.3 inch. Và em này tùy biến card thì nó sẽ có card từ 4GB, 8GB, có nghĩa là sẽ dùng dòng card LVR Quark Pro. Con này thì dùng là K3001 này, K4001 và K5001 để chúng ta tùy chọn. Và RAM của nó thì vẫn là 32GB RAM, chạy chuẩn RAM DDR3. Đây anh em có thể nhìn này, kiểu dáng của nó thì phải nói là siêu châu bò. Thực ra thì mình đã phải làm tỉ video để giới thiệu cho anh em rồi. Còn đây hôm nay chỉ là kể lại câu chuyện về những cái dòng máy huyền thoại của nó thôi. Dòng màn hình 17 inch này thì nó sẽ, mình kể luôn, nó có từ 6007 này, à 6006, 6007 và 6008. Đấy. Đây là dòng họ đời cũ nha. Còn mức giá tiền thì mình sẽ kể luôn cho anh em. Chúng ta đầu tư những dòng máy này thì nó sẽ dao động. Ví dụ các phiên bản M6006 dưới 10 triệu, 4006 là dưới 10 triệu này, 4007 thì chúng ta sẽ chơi 10 triệu một chút, và 4008 thì chúng ta sẽ đầu tư từ 15 đến 20 triệu. 4008 thì với card màn hình 2GB trang bị i7 thế hệ thứ tư thì chúng ta sẽ làm tốt các công việc chủ yếu là đồ họa mà ở mức cũng tương đối là chuyên nghiệp. Mà card 2GB thì anh em đều biết là nó sẽ giới hạn hơn một chút so với dòng người anh em 6008.
6800 thì cạc 4GB thì nói thực sự với các bạn, 4GB với 8GB kể cả những phần mềm nặng nhất bây giờ thì em này nó vẫn kéo như một con trâu. Đấy. Còn đối với dân mà mới khởi nghiệp thì chúng ta sẽ dùng một chiếc 48 như này là đủ thôi. Này. Còn 6800 thì nó đòi hỏi anh em đầu tư kinh tế sẽ từ mức 15 đến 30 triệu đồng và rất nhiều cấu hình chúng ta sẽ tùy biến từ CPU này, cặp màn hình này và kể cả ổ cứng chúng ta có thể tùy biến bên trong, lắp được rất nhiều ổ. Còn đến phân khúc cao cấp hơn thì phải nói đến phiên bản đời mới. Lần đầu tiên Dell ra mắt phiên bản 7510. 7510 sẽ sống y hệt phiên bản như này, nhưng mà mình hôm nay thì mình sẽ giới thiệu là 7510 và 7520 ở bên này đây. Về hình thức thiết kế thì bắt đầu dòng 7510 và 7710 nó sẽ làm lại mới hoàn toàn. Đây, anh em có thể thấy là từ tản nhiệt này. Và bây giờ nhìn đây nó còn sang hơn nữa, đó là dùng vật liệu sợi carbon như thế này. Trọng lượng của nó sẽ giảm đi khoảng 1kg so với những người tỉ nghiệm trước. Ví dụ trên phiên bản 7510 thì nó sẽ giới hạn ở mức khoảng 3kg, cả sạc và hơn 3kg một chút. Còn phiên bản 7710 thì nó sẽ ở mức 3,8kg như này. Đấy, các bạn nhìn thấy là thiết kế thì nó cũng sẽ mỹ miều hơn và sẽ nhẹ nhàng hơn và dùng vật liệu nó sẽ cao cấp hơn. Hợp kim nhôm cộng với vật liệu sợi carbon sẽ giúp cái máy trọng lượng rất nhẹ và cái khung gầm như này rất chắc. Anh em nó nhìn thấy là máy tản sẽ nhìn nó đúng ra cái máy nó sẽ bớt cái sự thô kệch hơn so với phiên bản đời cũ. Trang bị cổng thì không thiếu bất kỳ cổng gì, duy trên phiên bản này nó sẽ lược bỏ ổ DVD lên và thêm những cái cổng đời mới. Ví dụ cổng đời mới thì anh em để thấy xuất hiện thêm cổng Thunderbolt. Thunderbolt thì hiện nay chúng ta có thể cắm eGPU, có nghĩa là kết nối cái cặp màn hình bên ngoài để chúng ta chơi, cắm kéo mạnh hơn. Và thêm cổng HDMI, Mini DisplayPort và USB. Đằng trước thì nó sẽ lược bỏ hoàn toàn cái phím bấm ở đây, chúng ta sẽ mở trực tiếp vào đây. Đây. Đấy. Bên này thì thêm 3 cổng USB, phone và thêm đầu thẻ. Mặt dưới của nó sẽ là như này. Và trên tất cả các dòng Politician thì đều có đốc mở rộng để chúng ta cắm mở rộng thêm các thiết bị ngoại vi, kể cả những pin và thêm rất nhiều cổng kết nối đối với dân chuyên nghiệp. Và toàn bộ những cái hốc này để hút gió vào và tỏn gió ra đằng sau như này, và vẫn là hai quạt tản nhiệt hoạt động rất ổn định. Mặt trước của máy thì anh em có thể nhìn nó sẽ là như thế này. Trên các phiên bản như là 7510 thì nó sẽ dùng các vi xử lý thế hệ bắt đầu nâng lên là thế hệ thứ 6. Và dùng cặp màn hình thì sẽ có hai tùy chọn từ cả hàng cặp màn hình của hãng AMD và Intel, LVA Quad Raw, mình lại nhầm danh Intel vi xử lý. Các chuẩn màn hình thì nó sẽ trang bị từ Full HD đến 4K như thế này. Và bàn phím anh em thấy là trên dòng này thì nó làm lại mới hoàn toàn, giống kiểu dạng phím các dòng Latitude. Và led của nó sẽ là led vẫn là led màu trắng. Và cái khoảng cách phím thì anh em thấy nó làm như này thì có vẻ là sẽ bấm sướng hơn rất nhiều so với dòng thế cũ. Và đều là chuẩn full size như này. Và trên dòng này thì nó sẽ có tùy chọn thêm một vi xử lý nữa, đó là vi xử lý Xeon, sẽ hỗ trợ cho các bạn render tốt hơn trên các vi xử lý thế hệ thứ tư. Thế hệ thứ tư là chưa có thuật toán chip Xeon nha các bạn nhé. Và trên dòng này thì có một đặc điểm nâng cấp mạnh mẽ nữa, đó là RAM chúng ta có thể nâng cấp lên đến 64GB RAM cho một chiếc laptop thì là khủng nhất hiện nay bây giờ rồi. Đấy. Ổ cứng của nó thì cũng sẽ nâng cấp lên chuẩn ổ cứng M2 và chuẩn ổ cứng LVMe tốc độ cao nhất hiện nay. Cái điều một cái điểm đáng để ghi nhận. Và cái nữa đó là dòng cặp màn hình thì nó sẽ nâng cấp lên các dòng, ví dụ như trên 7510 thì nó sẽ có cặp màn hình của hãng AMD sẽ sử dụng con W5170 với dung lượng 2GB. Còn cao cấp hơn thì nó sẽ có LVA Quad Raw M1000M với dung lượng 2GB và được cải tiến lên tính năng đồ họa rất cao, và là có phiên bản M2000M. Còn riêng các dòng mà hàng nặng như là 7710 trên bàn của mình như này thì nó sẽ trang bị là cặp M3000M nhé các bạn nhé. Đấy. M3000M nó sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Và nó sẽ có tùy chọn cả M5000M cho dung lượng cặp 8GB, nó sẽ hỗ trợ tốc độ sẽ nhanh hơn khoảng 6800 lên đến hơn 100% cho phiên bản máy đời mới. Còn 7520 thì về hình thức nó sẽ vẫn nâng cấp như này, giống như cái phiên bản 7720 thì về hình thức thì nó sẽ vẫn giống y như này, bởi vì Dell thì các bạn biết là vài năm nó mới thay đổi kiểu dáng một lần. Và chủ yếu những phiên bản đời sau nó sẽ nâng cấp CPU thế hệ mới và cả màn hình thế hệ mới. Còn nếu mà phiên bản để mà chúng ta đầu tư cái phiên bản như là 7510 giá thành rẻ trên thị trường mà xách tay về với phiên bản cấu hình thấp thì cũng phải ở mức 25 triệu chúng ta mới đầu tư được. Còn ở các phiên bản cao hơn thì chúng nó sẽ xấp xỉ khoảng ở mức 40 triệu đổ xuống cho phiên bản 7510, cho rất nhiều cấu hình từ Xeon này, CPU i7 này, CPU cạc màn hình AMD, cạc màn hình LVA Quad Raw M1000, M2000.
Còn nếu mà anh em bắt đầu đầu tư xem phân khúc hạng nặng hơn, đó là 7710 và 7520, thì mình phải nói với các bạn là cái giá thành đầu tư thường là phải trên 30 triệu cho phiên bản cấu hình thấp đấy các bạn ạ, cả 2GB đấy. Còn nếu như chúng ta có điều kiện chip Xeon này, RAM 64GB này, cả màn hình cao nhất khoảng 15.000 thì giá thành trên 5 đầu ngón tay, thường là khoảng trên 50 triệu đồng. Đấy mới chỉ là 7710 thôi, còn 7520 chúng ta phải đầu tư nặng, rất nặng. Còn những phiên bản bình thường của 7520 mình check ở một số cửa hàng họ bán chủ yếu theo con đường sách tay về thì nó đã phải ở mức trên 40 triệu đồng cho những cái cấu hình thấp, và nó nâng cấp lên cả màn hình nó sẽ là cao cấp hơn. Đấy. Còn giá thành của nó thì mình check cũng thấy 40 và cao nhất có thể lên đến gần 80 triệu đồng cho một chiếc máy đồ họa chuyên nghiệp. Thực tế một giá tiền như này thì không phải ai cũng có điều kiện để chúng ta đầu tư. Còn những cái phiên bản dòng Polarization nó là dòng họ nó quá nổi tiếng trên thế giới rồi, mình không cần phải giới thiệu nhiều. Còn ở đây thì mình chỉ chém gió, mình đọc các đời cho anh em thôi. Mình đọc lại nhá, trên cái phiên bản 15,6 inch này thì mình sẽ giới thiệu anh em M46 này, M47 này, 48 này. Xong bắt đầu nâng cấp lên là 7510 này và bây giờ là 7520, có nghĩa là 5 thế hệ. Gần đây nhất là mình tính từ năm 2011 đến 2018 là 5 dòng họ nâng cấp vi xử lý cao cấp hơn. Và trên các dòng mà 17,3 inch thì nó chỉ có 6600 này, 6700 này, 6800 và cũng là 5 thế hệ đó, là xong bắt đầu lên là 7710 và 7520 hiện nay. Còn giá thành tầm tiền anh em lưu ý với anh em đầu tư ít nhất cũng phải 10 triệu chúng ta mua được những cái phiên bản cũ, sẽ dùng tạm trong khoảng 1-2 năm để chúng ta làm đồ họa và chúng ta kiếm tiền. Còn có tiền thì chúng ta sẽ nâng cấp lên các phiên bản cao hơn. Còn những dòng này thì nếu mà phải nói về khả năng hoạt động thì chắc không cần phải nói rồi, châu bò, châu chó. Còn giá thành tầm tiền thì cũng phải đầu tư, anh em sẽ đầu tư từ lúc 10 đến 50 triệu đồng là chúng ta sẽ sở hữu được những cái dòng họ đồ họa Polarization mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay. Chương trình này thì mình lại không làm những cái video test bởi vì mình test quá nhiều rồi. Đây là hôm nay thì mình chỉ giới thiệu vui các dòng họ này thôi. Còn anh em mà có những cái câu hỏi gì liên quan đến tất cả những cái máy làm đồ họa chuyên nghiệp hoặc những cái máy game thì anh em cứ vui lòng comment. Những cái câu hỏi gì không biết thì cứ đặt câu hỏi bên dưới, mình sẽ quay những cái video trả lời cho anh em như này. Thân chào các bạn và hẹn gặp lại.